shopmoviet.vn bán ít điện quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào các bạn nha, ngày hôm nay Mô Việt sẽ qua đều những vòng xích cùng chỉ đại VDS. Nếu anh em hỏi tướng đấu sĩ nào toàn năng bậc nhất Kingdom Go Buy, xin trả lời ngay, đó chính là VDS. Anh em có thể đi SP, đi mid, đi top và đi rừng, cực kỳ khỏe ở meta hiện tại. Một trận đấu mà công chúa Ngộ Khỉ đang ngủ ở tế đàn, còn công chúa Gidu thì đang ngủ trong rừng. Tại sao nói là công chúa Gidu? Bởi bạn Gidu là đi rừng bất đắc dĩ, không có trường cầm trừng trị. Đấy, farm thì không biết bao giờ hết hai cánh rừng đây. Hiện tại là phút thứ 2 rồi, có lẽ là đến phút thứ 3 bạn ấy mới ăn được bùa xanh bùa đỏ. Gá là Van Nikang, trong khi bên kia có rất nhiều con tướng khỏe đầu game, Eudicter, rồi Batman và Quy. Đặc biệt con Quy có thể cân đôi được anh em ơi. Chơi sao bây giờ? Chơi bằng niềm tin thôi. Vét được một, ui, pha ôm nhau với con chim nhưng cũng không ăn được con chim ánh sáng. Thực sự là khá cay, lại còn gặp Anette chứ. Anette mà những pha mình quay xích mình được miễn khống chế nhưng vẫn bị đẩy ra với cái chiêu cuối của Anette. Mà chiêu cuối Anette bây giờ nhảy hai lần liên tiếp anh em ơi. Thực sự là chơi bằng niềm tin cho trận đấu này. Một trận đấu mà nó hay, thú vị này là mình cực kỳ mình thích nha. Đó, và anh em cũng thích luôn. Đây là cũng mong muốn khi anh em xem clip, nếu thấy clip của mình hay, thú vị, anh em cũng ủng hộ Mô Việt một tí. Các bạn like clip trong vòng 0,1 giây, các bạn comment ủng hộ Mô Việt. Khi anh em comment là anh em thể hiện được ý tưởng anh em muốn Mô Việt làm theo phong cách nào, chơi con tướng anh em yêu thích. Và cũng là ủng hộ Mô Việt rất là nhiều. Ok, và đây là cái pha vét mạng thôi. Anh em không biết comment làm sao thì comment ký tự bất kỳ cũng được. Rất là quý nha, cực kỳ quý luôn. Động lực to lớn để mình làm nhiều clip hay hơn, phục vụ anh em xem nhiều clip trong dịp nghỉ lễ Covid. À không, nghỉ dịch Covid anh em ơi. Ơi chị Quy ơi, chị Tú có người yêu ơi. Mấy bạn có người yêu đánh ghê lắm anh em ơi. Rồi quay xích này. May là Tachi cũng trâu nha. Hay quá Tachi ơi. Ôi, xử lý được bạn Tú người yêu rồi. Sau đó bác mang cái để mình xử lý nha. Chiêu 2 không trúng, chiêu 1 trúng là đánh thương thêm phát nữa là quay cái xích. Đấy, lúc nào thì mình cũng trong cái tình trạng là hòa người hoặc là ít người hơn. Úi, kéo khỉ ra làm gì bà ơi. À, kéo khỉ ra làm thính nha. Thôi anh thích đời. Em có cầu băng xương, em có đồ hỗ trợ nha. Càng thực sự luôn. Mình chơi VDF theo cầu anh em là chơi phong cách ESP. Chứ thực ra là con này mình cho mình chơi, mình cứ đi mid hoặc là mình đi top thôi. Mình đi rừng nữa, khỏe hơn rất là nhiều. Bằng chứng là trong đấu dài anh em thấy VDF đi rừng là con bài rất khỏe, có thể counter khá nhiều tướng, đặc biệt là chất tướng lựa bố. Các bạn có thể dùng VDF để counter. Cầu lên nha, trận đấu này chúng ta sẽ chiến thắng bằng cái niềm tin, bằng cái sự kiên cường. Bởi vì những trận đấu 4-5 mà nếu mà chúng ta win ý là chúng ta sẽ được 2 sao. Rất là tuyệt vời, một trận được 2 sao, một công đôi việc. Kỷ là không biết là ở cái thế đàn đến bao giờ. Hy vọng một cái giây phút nào đó bạn đấy quay trở lại comeback để team có dễ chơi hơn. Ui, Batman, may là mình tanker mình trâu nha, không ra mắt mình. Các mục tiêu của Batman trận đấu này chỉ có Yasu thôi. Mà giáo sư không dễ bắt đâu nha, giáo sư còn có chục cuối. Mình xử lý được 3 man rồi. Ui, không xử lý được đâu anh em ơi. Vào đây. Ui, ở đấy mình biết chết rồi. Mình cố gắng là mình kéo theo 3 man nhưng mà không có được. Quá đông. Thì bạn lúc nào cũng quá đông luôn. Chơi VDS thì em lên cái trang bị rất là mạnh hiện tại, đó là cái Dao Chi Hồn. Dao Chi Hồn là cái trang bị không thể thiếu thời điểm hiện tại cho VDS. Có thể khắc chế những con tướng hồi phục máu mạnh như trận đấu này có Quy, có Batman, có Anette. Đấy,
Và nói chung là những chỉ số hồi chiều và cơ một lý nó rất là hợp lý với chất tướng của Vedep. Hay quá Guido ơi. Đó khoáng trắng rất là khó chịu nha. Thực ra bộ đôi Guido với Yasuo mà lúc đầu được đi với nhau chung ý thì nó quá mạnh luôn. Nhưng mà trận đấu này kiểu khi mà đồng đội AFK sẽ bị xáo trộn ý. May là team mình trận đấu này toàn bạn chơi hay nha. Từ Tachi đến Guido và Yasuo được chơi rất là tốt. Nên là có thể vẫn còn cơ hội. Nhưng mà cơ hội kiểu là đầu game thì mình làm tốt, nhưng mà đến thời điểm mà team bạn có đồ ý, đến tầm phút thứ 12 trở đi là nếu mà không end game được là rất là khó. Hồi team bạn không có hề yếu đâu, cực kỳ khỏe là anh em ơi, không có hề yếu đâu. Ăn hết đường đi, ok ok. Ui tính bắt chị, tính bắt AD ạ. Tính ngắt AD ạ. Hay quá AD ơi. Đấy. Hay quá rồi. Batman mà không xử lý được team mình thì tí nữa Batman sẽ về thôi. Đấy, khả năng bảo kê rất tốt, khống chế nhiều. Đó, khống chế rất nhiều luôn anh em ơi, combo liên hoàn chiêu 2 chiêu 1. Khả năng kết thúc mục tiêu có. Nó là thực sự là vị tướng đấu sĩ rất là toàn năng của game Clover Bay. Đa năng và toàn năng. Hiện tại đang dịch rất là căng thẳng và hy vọng là mọi người bây giờ là ai cũng có ý thức ở nhà thôi. Thủ tướng chính phủ rồi phó thủ tướng đều yêu cầu chúng ta ở nhà. Ở nhà thì cái việc mà bóc tách F0 nó dễ hơn. Nó sẽ giúp là nhà nước quản lý được dịch và giúp là dịch kết thúc sớm hơn. Chứ nếu không mà các bạn cứ đi ra ngoài là cực kỳ toang ấy. Ở nhà là yêu nước. Bây giờ có cái khẩu hiệu là ở nhà yêu nước này, ở nhà yêu đồng bào này, yêu gia đình và yêu chính bản thân của mình luôn. Càng nhỏ cũng nào cũng đông. Đấy là bạn Guido kéo theo khỉ, nhưng mà nhận thấy là kéo theo khỉ không ok, bạn đã để ở nhà rồi. Cẩn thận Batman nha. Rồi quá ghê. Đấy, một pha công chế cứu bồ cực kỳ hay. Cố lên nha, cố lên nha. Thì mình vẫn đang có mạng. Có mạng để có đồ thôi, nhưng mà thực ra lượng vàng là cũng chỉ, nói chung là chỉ không quá thua team bạn quá nhiều. Bây giờ team bạn hơn team mình 2k vàng, bởi vì là khỉ không được farm vàng mà. Chắc chắn là hơn vàng rồi. Hơn người và hơn vàng em thấy không? Mặc dù hơn một tí mạng, nhưng mà chỉ là gọi là cố gắng là thoi thóp thôi. Căng thực sự luôn. Bây giờ phải đi chung. Tầm này chúng ta phải đi chung nha. Có mắt win mà quét sạch được mới win được. Ok, chủ đi Victor rồi. Alete luôn. Hay. Ở phía sau này. Cái này Batman là gank không hiệu quả nha. Bởi vì bị mình choáng nhiều. Với cả là Yasuo cũng là con tướng có chiêu cuối. Nếu mà phát hiện chiêu cuối của Batman sớm ý, bạn ấy có thể nhảy chiêu cuối để lấy chiêu. Batman lại chết rồi. Để làm sao được. Trời ơi, hiện cái hình ra. Úi, đâu rồi. Vẫn chạy được luôn. Hay thực sự. Úi, đừng tách ra bạn. Tí bạn đẩy thì về thủ chung chứ. Tách ra là thua đấy. Hay này. Ok, hay quá ghi luôn. Thủ đường ghi đuôi. Bắn vào cái trưởng ở đây, dọn lính nào. Trời ơi, bạn đấy còn ăn bừa xanh. Ok, chắc là bỏ trụ này thôi. Bỏ trụ. Mà trụ gì kìa. Tí là mất một đường Vega nha. Công nhận là thiếu người đánh khó thực sự luôn anh em ơi. Những cái trường hợp thế này thì đa phần mọi người sẽ đợi đến 12 phút để không bị mất sao. Đấy, đấy là cái sự lựa chọn tốt nhất và hợp lý nhất. Chứ để thắng trận đấu này nó rất là khoai. Nhưng mà nhiều khả năng là bị thua trước phút 12. Mặc dù xin xỏ cực kỳ nhiều, nhưng mà không ai cho. Vì đấu đánh ai xin đâu ai cho, đúng không anh em ơi? Vì bạn chưa ăn thả thần nha. Đấy, thì mình mất 10 người, chỉ còn 3 người. Chắc chắn thì bạn sẽ ăn thả thần này. Đúng rồi, đừng đi nè. Đi nè là thua đấy. Vàng bây giờ là cũng giãn cách khá là nhiều rồi.
kiểu kiểu là vừa thua đồ thua vàng lại còn vừa thua người, đánh khó thực sự luôn. Mình thì không để quẩy một mình cân team được nữa rồi, mình sẽ kiểu cover, đánh theo kiểu cover đồng đội thôi. Ba man này, ok kéo được về rồi, từ đi ba man đi. Hay, hay quá, Tai Chi ơi, Studio Richter đây. Ok, ôi vào này có tốc biến vẫn chạy được. Thôi thôi về. Không được anh em ơi, hay. Hay rồi. Tầm này là vẫn gọi là giữ được thế trận nha. Chưa bị gọi là thua luôn. Nói chung là cũng hơn phút 12 rồi, nếu mà bây giờ thua thì cũng không có bị mất sao. Nhưng mà muốn được hơn nữa thì phải kiên trì hơn. Cái đồ của mình này, cái đồ này là đồ khống chế tốt này, counter vào vị trí của Hayate với cái khiên tất truyền này. Bởi vì trận đấu này team bạn không có sát thương phép nên là lên khiên tất truyền, còn nếu sát thương phép thì mình sẽ lên cái huân chương choi. Victor không ăn được mình đâu. Team bạn ăn thần nha, đang ăn thần nha. Khả năng cao luôn, đang ăn thần luôn ý. À không, mình tưởng là thần mà không ăn luôn kìa. Hey, may quá anh em ơi. Chắc là đang chỉ bị vô sang thần này. Đấy, sang ăn thần à không. Chạy đằng kia chứ, ơi kìa. Hợp lý. Ôi đánh luôn nha, đánh luôn. Cơ hội đây rồi. Đây anh em ơi. Rồi bị mất SP rồi còn lao lên. Ơi lại phải win anh em ơi. Đây để mít. Trời ơi. Đấy. Ở cái thế trận như này thì chúng ta chỉ chờ đợi cái sự sai lầm của tướng địch để chúng ta chớp thời cơ thôi. Chứ như thế trận mà kiểu ôm chờ thời cơ này rất là căng. Win đây này. Ui, một mình cân team sao được. 1v4 đã sao được bạn ơi. Ok, và trận đấu rất là khó khăn nhưng cuối cùng cũng thành công rồi. Nhưng bạn ngộ khỉ lại vô. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.